Check it out. Uống thật say, cho đêm thật bay. Quên tất cả sau những vất vả. Quên tất cả hơi khói thuốc trên môi. Chỉ muốn em là duy nhất và chỉ có mỗi em thôi. Thôi viết tình ca vì có chắc điều gì là mãi mãi. Qua què những lời gian dối chẳng phân biệt nổi lẽ phải. Yêu em vì đơn giản chỉ cảm thấy muốn yêu thôi. Thể hiện và thể hiện chẳng cần nói vậy đủ rồi. Anh viết những bản tình ca nhưng đâu thể viết hết cả nỗi lòng. Anh biết hết cả tình em nhưng chẳng hề kể ở cuối mỗi dòng. Chỉ là một chút tình cảm đơn giản anh lại đem nó đi quá trân trọng. Có đổi thận trọng đến ngay cả anh cuối cùng chỉ còn lại nỗi thất vọng. Có thể em không yêu anh nhưng xin em đừng rủ lòng tương hại. Tình cảm anh trao cho em xin em đừng biến nó thành thương mại. Vì điều tuyệt nhất chính là được yêu khi ta còn trẻ cũng lại là lúc thanh xuân của em. Bỏ rơi anh lại cũng vì bởi lẽ anh chẳng thể trao em nỗi cảm giác an toàn hoặc là bình yên. Chẳng thể bên cạnh cùng em chống chọi mọi lúc khi cơn giông đến. Càng không thể nào cứ mãi đứng đợi chỉ để đưa đón em về. Mọi thứ càng ngày càng lúc biến anh trở thành một thằng tồi tệ. Em chọn ai khác để thay thế khoảng trống mà anh bỏ lại. Thành công của họ là sự bù đắp vì anh chỉ có thất bại. Con đường ta từng đi chung tách biệt bởi hai con ngõ có em và ngõ còn lại là anh mà em đã bỏ. Tôi vẫn nhớ ngày em bước đi rời xa. Không tạm biệt hay nhịn mặt cứ thế bước đi rời ta. Em sẽ không bao giờ có thể là bạn. Không thể yêu thì ta sẽ từng là bạn. Bắt mạch trong tim. Khi anh có thể say, anh sẽ yêu như trong phim. Tình yêu chạy cờ cứ thế mà hy sinh. Nhưng sẽ không còn nhìn mặt nếu một mai để cho anh tỉnh. Và nếu một ngày kia em không còn một ai, anh cũng không phải là lựa chọn để trở lại. Ánh mắt lần đầu từ bỏ của em là tuyệt vọng. Quay trở lại với anh, câu trả lời là không. Và ta đã có thời gian đẹp nhất chính là thanh xuân tuổi trẻ. Cảm ơn vì ta đã bên nhau để cuộc đời này được mới mẻ. Với anh có thể là một bài học để biết điều kiện để yêu một người. Anh chưa có thể và cũng chưa đủ tất cả để có thể yêu một người. Bởi vì anh quá ích kỷ, vô tâm cảm xúc của em anh lại bỏ mặc. Tình thương mà em cho anh cũng chỉ chút ít mà em góp nhặt. Mình không hợp nhau từ những cử chỉ vụng về. Không thể thay đổi giải thoát cho nhau, chúng ta quyết chọn chỉ nửa câu thề em ơi. Yêu thì